test lại 1-2 phút trước khi đóng gói gửi cho bác khách ở thành phố Hòa Bình. Con Pioneer 6800 mắc đôi, hàng bãi zin đẹp. Im phăng phắc tiếng đang chạy vào AUX. Nếu chạy AUX hoặc tuner thì anh em không được gạt cái cần gạt này. Cần gạt này là cần gạt đường vào tiếp 1, tiếp 2. Nói chung là để ba cần gạt này ở giữa. Nó cũng là đường vào giống tuner AUX. Phono không được cắm, phono chỉ dành giữ hát. Vế trái có tiếng này. Vế phải có này. Lao lớn. Tông nhạc phải gạt xuống thì mới có tác dụng của bát chép AB, A cộng B. Mặt sau. Nước sơn, đẹp long lanh. Anh em có thể cầm AUX, tuner hoặc lỗ tép 1 và play, lỗ tép 2 play. Đường rec là đường xuất tín hiệu ra, xúc điện hoặc là âm ti khác. Series 5224, 110W, 100V. Series từ trở kháng từ 416. Cửa hàng quay con nào bán con đó anh em nhé.